Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin an ninh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Công an huyện Yên Định bắt đối tượng mua bán súng và linh kiện với số lượng lớn trên mạng xã hội. Lực lượng công an Thanh Hóa đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, giữ bình yên cho nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Yên Định phát hiện Nguyễn Minh Tú, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đã giao bán các loại súng hơi, súng bắn đạn chì trên một số trang mạng xã hội Facebook, Zalo và YouTube. Sau khi xác định được đối tượng và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an huyện Yên Định đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tiến hành triệu tập Nguyễn Minh Tú đến cơ quan công an để làm việc. Đồng thời, huy động lực lượng đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở và kho hàng của Nguyễn Minh Tú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 3 khẩu súng hơi và 846 linh kiện lắp ráp súng gồm 156 ống ngắm, 110 nòng súng, 14 hộp laser, 69 ống giảm thanh và chi tiết ống giảm thanh, gần 3.000 viên đạn, 100 hộp chân kính ống ngắm cùng nhiều chi tiết, cụm chi tiết và phụ kiện khác. Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, để lại hậu quả thương tâm. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông nói chung, nhất là đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên nói riêng, lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh trong các trường học. Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ sở giáo dục, nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông được 900 buổi tuyên truyền cho gần 400.000 giáo viên, học sinh, phụ huynh, tập trung vào các nội dung, quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh, cảnh báo và nhận diện các hành vi vi phạm phổ biến, tuyên truyền hậu quả của các vụ tai nạn giao thông gây ra, v.v. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, tập trung tại các tuyến có nhiều trường học và khu vực các cổng trường nhằm phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các em học sinh. Ma túy là hiểm họa của toàn xã hội, gây ra nhiều hệ lụy khôn lường đối với mọi mặt của đời sống xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Xác định việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy sẽ có tác động kéo giảm các loại tội phạm khác, qua đó ổn định tình hình xã hội. Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Nhiều vụ án, chuyên án với số lượng tang vật lớn được phá thành công cho thấy sự nỗ lực của các lực lượng chức năng trên hành trình loại trừ cái chết trắng ra khỏi cộng đồng. Với đặc điểm dân số đông, địa bàn rộng với 213 km đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chịu ảnh hưởng từ tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tại khu vực Tam Giác Vàng. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, diễn biến khó lường. Ngoài những thủ đoạn phổ biến mang tính truyền thống, thì hiện nay xuất hiện thêm nhiều thủ đoạn mới, đó là tình trạng ma túy được vận chuyển qua đường hàng không, trong các kiện hàng từ nước ngoài gửi về, ngụy trang là các hộp đựng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Sau đó thuê các công ty chuyển phát nhanh, shipper để vận chuyển, tiêu thụ. Các giao dịch mua bán ma túy trên không gian mạng thông qua các ứng dụng Facebook, Zalo, Viber đang ngày càng phổ biến. Trước những diễn biến khó lường phức tạp của tội phạm ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch tấn công, trấn áp loại tội phạm này. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an các địa phương tập trung phòng ngừa, ngăn chặn, không để hình thành hoặc tái hình thành các địa bàn, tuyến trọng điểm phức tạp về ma túy, đấu tranh ngăn chặn, kiểm soát và nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm ma túy, nhất là những địa bàn trọng yếu, khu vực biên giới, đồng thời phát động nhiều đợt cao điểm đấu tranh với loại tội phạm này. Trong cái thời gian qua, thì đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã đề xuất lãnh đạo và đã trực tiếp điều tra khám phá được 4 đối tượng với cái số bị can là 8 bị can và phối hợp với đồn biên phòng Hoàng Trường bắt một vụ với cái số lượng đối tượng là một bị can. Thì trong cái thời gian tới, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng và công an huyện Hoàng Hóa nói chung sẽ tập trung đấu tranh mạnh với các điểm tụ điểm và đưa các cái số đối tượng nghiện ra ngoài địa bàn để đi cai nghiện bắt buộc. Công an huyện Hà Trung đã xác định là bắt đầu đi lên từ công tác điều tra cơ bản để dựng các điểm tụ điểm, các đối tượng, lập các loại danh sách liên quan đến ma túy. Sau đó tiến hành điều tra cơ bản sâu kỹ và phát triển nghiệp vụ, đi lên đấu tranh lập
chuyên án chung để đấu tranh với đối tượng ma túy. Dưới sự áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh, thì công an huyện Hà Trung đã đấu tranh triệt phá, bóc gỡ nhiều điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Chỉ riêng trong năm 2023 vừa qua, lực lượng phòng chống ma túy toàn tỉnh đã phát hiện 708 vụ, 1.402 đối tượng, thu giữ gần 11 kg heroin, 44 kg ma túy tổng hợp cùng một số loại ma túy khác và các tang vật khác có liên quan. Khởi tố mới 662 vụ, 1.319 bị can phạm tội về ma túy, trong đó có nhiều vụ đã phát hiện bắt giữ số lượng lớn ma túy. Điển hình, vào đầu tháng 5 năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam qua biên giới tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh phía Nam tiêu thụ, thu giữ 14 kg ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin và nhiều tang vật khác có liên quan. Tiếp đó, tháng 9 năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triệt phá thành công đường dây vận chuyển 22,67 kg ma túy các loại. Chúng tôi thực hiện các cái chuyên đề, các kế hoạch của bộ, của tỉnh và của các cái địa phương để tiến hành triển khai đối với sâu rộng đến tất cả các địa bàn được chọn là địa bàn trọng điểm để triển khai đồng bộ các cái biện pháp đấy, như tiến hành là triệt xóa các điểm tụ điểm, bắt xử lý các đối tượng trong các đường dây xuyên huyện, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Không chỉ triển khai hiệu quả các hoạt động đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng công an Thanh Hóa cũng tập trung thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có gần 3.400 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong số đó đang sống ngoài cộng đồng là trên 2.000 người. Với phương châm chặn cung giảm cầu, ma túy có thể vào được nhưng không sử dụng được. Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều đợt ra quân phát hiện, bắt giữ các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Hàng loạt các tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy đã bị lực lượng công an triệt xóa và xử lý. Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm về ma túy vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với quyết tâm không để tội phạm ma túy bùng phát, không để hình thành hoặc tái hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy, thời gian tới, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, triển khai nhiều đợt cao điểm, ra quân trấn áp loại tội phạm này, đồng thời duy trì các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Xin được chuyển sang mục an ninh toàn cảnh với một số thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trong nước. Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Ngọc Sơn, sinh năm 1987, trú tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn về hành vi giết người. Sơn là kẻ lái ô tô tông trọng thương một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 1, tổ công tác công an huyện Sóc Sơn thực hiện công tác xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường 35 thuộc thôn 3 xã Hồng Kỳ. Khi thấy tổ công tác, đối tượng Phạm Ngọc Sơn đã điều khiển xe ô tô quay đầu bỏ chạy và chèn qua người đại úy Nguyễn Văn Thưởng, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Sóc Sơn đang đứng ở bên trái đầu xe ô tô. Cú tông mạnh khiến đại úy Thưởng bị chấn thương sọ não. Tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám. Quá trình tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân tử vong trong phòng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan điều tra công an tỉnh Gia Lai, công an xã An Khê đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường và nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Mở rộng điều tra, cơ quan an ninh xác định 2 trong số 3 nạn nhân và đối tượng tình nghi đã phóng hỏa đốt phòng trọ có mối quan hệ tình cảm phức tạp và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ phóng hỏa. Bản tin an ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.